quỷ này cũng đông lạnh với nó luôn vậy trời. Rồi, chúng ta đã kết thúc bài hát. Bây giờ ai muốn hát nữa với tôi lên đây. Cảm ơn Diễn, một người em rất là thân thương. Hôm nay là cũng lần đầu tiên Thúy Nga gặp với mọi người. Là ngay cả Nhật luôn, là hôm nay lần đầu tiên Nga cũng được gặp Nhật luôn. Và cả Viễn luôn, là hai người này là giống như là chiến hữu trên YouTube. Khi mà làm YouTube thì mới biết nhau, mà biết thôi chứ cũng không chưa được gặp, mà chưa lần nào nói chuyện. Chỉ mấy lần Nga làm thiện nguyện á, thì Nga báo cho bạn này là các bạn có cần hay không thì Nga mới gửi đồ. Nhưng mà kỳ này về gặp trời vui quá, thấy mỏ nó nhỏ. Trời ơi nó luôn. Đó. Thấy tay chị thơm không? Không. Cái này là một chiều xịn nước hoa cho ổng. Lấy nước hoa em xịt cho ổng. Cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ cũng thẳng cảm ơn anh Hùng luôn. Cũng một người fan rất là thân thương. Này ở dưới Cà Mau lần đầu tiên gặp luôn mọi người. Lần đầu tiên mới biết ảnh là người giống như anh gì anh làm cái gì đó trưởng fan club. Dạ trưởng fan club của hội người cao tuổi. Cặp chơi nhưng mà quên hỏi Hùng đó, mà gặp mấy hai ngoài mình cảm nhận sao trời ơi. Bữa giờ em có xinh gái trẻ hơn là trong những clip luôn. Lấy phấn ra dặm. Lấy phấn ra dặm liền xuống. Ông thật sự mà nói chắc lúc đó vất vả cái vụ Kim Ngân cái bù xù nó xấu. Ngoài đẹp hơn. Diện mạo lên cũng ngon bộ. Ngoài có nghĩa mà thốt thì thấy đẹp hơn. Ai gặp ở ngoài cũng nói xinh hết trơn á. Ừ sao đó, bởi vậy cái này là chưa diện đó nha. Cái còn chú vuốt bắt chiếc nhẫn ngang đúng hả? Coi chiếc nhẫn còn không á? Coi chiếc nhẫn còn á, vuốt rồi bắt chiếc nhẫn chết luôn. Không, chị được cái chị lấy cái tay chị bấm lại hết rồi em. Nghi lắm, vuốt một lần ấy, vuốt hai ba lần ấy, bắt chiếc nhẫn. Cái này ai dạy chị với ông Vũ Hà? Vuốt nào bắt chiếc nhẫn khổ nữa. Đi vui, tại vì thấy vui mày. Vui không? Vui có sạch chưa? Không, anh cũng quần đều gạo không ở. Chúc mừng mở sống lên ông cha những cái bài về Cà Mau rồi coi tặng Thúy Nga rồi Cà Mau thấy thương em vô. Kính thưa quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại video của chúng tôi. Bữa nay mỏ nó hơi nhọn chút xíu. Bây giờ đang trên cái xe này là trên Thái Lan nó kêu là xe túc túc. Còn ở Việt Nam mày kêu tên gì anh? Xe điện anh. Xe điện. Chúng ta sẽ đi tham quan cái vùng đất mũi Cà Mau, đó là nơi tận cùng của tổ quốc của chúng ta. Xe đó hết không? Hết. Người anh. Xe này mới ngồi dưới đá này. Tôi Thúy Nga kìa. Cô Thúy Nga hả? Em đây ba nè. Này. Rồi. Cái này phải đi xe túc túc hả? Xe túc túc. Vé vô đây nhiều vé gì anh Hữu? Mấy ngàn à. Vậy hả? Rẻ gì hả? Chào thầy. Rẻ ngồi. Đây mọi người ơi. Phái đoàn chúng em. Em chờ số đề. Em chơi số đề không? Tới đây nhìn con quen hả? Chơi số đề chơi số này đi. Không, em thích chơi số đề nó thú vị hơn. Đánh số đề dữ lắm kìa, một ngày em đánh cũng cả chục tỷ á. Cái này tích dịch báo liền. Ủa bà Sương bận đi hả? Dạ lên xe đi rồi. Mà lên đi. Đây. Rồi, vậy là một chiếc khác nha gia đình ơi. Rồi, xa lắm thì cả ký nó mới tới mà đó. Dễ gì vậy, xin lại phải không? Diễn đang làm gì anh Diễn? Em quay anh công nhận cái điện thoại chắc thiệt á chứ. Sao vậy? Thấy anh đẹp trai. Đây nè cả nhà. Giờ chúng tôi đang đi vào bên trong. Vào bên trong đâu anh? Vào bên trong đất mũi Cà Mau. Cái mũi á, chỗ nó cái mũi Cà Mau thấy không? Cái góc này nhìn Sương đẹp với Sương nè. Sương giống Việt Kiều vậy đó Sương. Ơ như Việt Kiều đúng á. Thiệt không? Thiệt Việt Kiều á. Đây là chiếc xe chở chúng ta đi hành trình tham quan đất mũi, chiếc túc túc.
Chắc chi là điểm này cao lắm. Rồi, dạ. Bây giờ nghe xin phép nghe vô nghe review chút xíu nha. Nghe ai chụp đi nha. Sao nha. Thế thế. Công ty Thiên Phúc. Đi mình nó làm hết bao nhiêu cái sáng sáng á. Ừ. Hỏi là còn chụp nó hả? Xả ra chưa chưa xả không? Làm lại. Ôi chưa xả ra luôn. Quên quên, làm lại làm lại. 2 3 nhìn đi. 1 2 3. Đâu giờ ok luôn. Đây quý vị fan của chị Thúy Nga đi đâu cũng có fan hết. Ông ơi chụp cái máy ngang chụp hết nè. 1 2 3. 2 3. Rồi để con chụp lên máy bình thường cái nha. Rồi, thấy rõ quá luôn nè. 1 2 3. Hai ba rồi ok rồi bye bye mấy bạn nha, bên về tháng nhà mấy chồng ra cả nhà mình đi chơi vui vẻ nha. Ra đây máy số ai đây ạ? Toàn là đi mua vô là giảm 50%. 1 2 3 hai ba ok. Fan lúc nào cũng có fan hết. Đây Kim Ngân sau khi một thời gian thì có mở cái vựa khô Kim Ngân này qua bên kia cô ủng hộ nha. Nó vựa khô Kim Ngân đó.